Rồi, xin chào tất cả các bạn, rất vui các bạn trở lại tới video tiếp theo. Ở trong video này, mình sẽ làm một cái video về màn hình nha. Không biết là các bạn nào đã từng mua màn hình điện thoại trên Shopee chưa ha? Nhưng mình thì lần này mình sẽ làm liều, mình sẽ đặt thử một cái màn hình chỉ có trị giá là 240.000 của Samsung M20 ha. Xem như thế nào. Phí vận chuyển gì có 2.000 thôi các bạn. Từ ở đây là mình đặt ở shop nước ngoài nha. Mình được giảm giá tùm lum luôn. Cho nên mình quyết định mình đặt thử để mình xem, thử nghiệm xem là cái màn hình ở trên các trang điện tử nó có được bảo đảm hay không ha. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đây là trong quá trình mà vận chuyển từ ở nước ngoài về nè các bạn. Đó, từ lúc đặt hàng cho tới mình nhận hàng chỉ có 4 ngày hay gì thôi các bạn. Đó. Chỉ có 4 ngày hay gì thôi à. Rồi, đây là đã giao hàng và mình đã nhận nha. Đã nhận hàng. Đây là mình giờ bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem ha. Đây các bạn thấy không? Nè, 240.000 màn hình nha. Bây giờ mình sẽ khui ra và mình test thử cho các bạn xem màn hình có được tốt đẹp hay không ha. Xem là mua trên mạng nó có xài được hay không. Các bạn cùng mình xem để biết kết quả ha. Để có tặng kèm một số vật dụng nữa các bạn. Dít với lại đồ cải điện thoại ha. Còn đây là ở trong cái đây là cái màn hình. Cũng gói khá là chắc chắn các bạn. Đây. Sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đó. Đó là một cái màn hình của M20 có tặng kèm theo một cái kính cường lực nữa các bạn. Ok, khá là ok rồi. Đó. Thấy rồi cũng ổn các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gắn vào máy để mà mình test thử xem là đối với 240.000 mình mua ở trên mạng mà cái này ở nước ngoài nữa các bạn, xem là có xài được hay không ha, xem cảm ứng đâu có mượt hay không nha các bạn. Có một số bạn rất là ngại mua ở trên mạng vì các bạn cho rằng là mua sẽ không có đổi được. Các bạn yên tâm, vẫn đổi được luôn bình thường. Nếu các bạn khui ra và các bạn gắn vô như mình như thế này nè, các bạn có quay camera lại nha, có quay lại quá trình mà mình test máy thì mình có bằng chứng mình đưa cho shop để mà shop có thể đổi cho các bạn được nha. Sau ba ngày chờ đợi khui ra mà không có quay lại gắn vào test mà không có quay lại, các bạn nói chuyện người ta sẽ không có chấp nhận đâu nha các bạn. Cho nên các bạn mua về các bạn có thể quay lại trong cái quá trình mà mình khui ra mình test á. Lúc này nó hơi lâu á, khởi động hơi lâu cho mình đã tua nhanh qua cho các bạn, đỡ mất thời gian nha. Mình thấy trước mắt là nó lên, đã lên rồi các bạn, đã lên hình rồi. Gần 5 phút luôn á. Biết rồi á, không biết là cảm ứng như thế nào. Để cho nó ổn định đi rồi mình sẽ test cảm ứng. Màn hình này chỉnh tối quá các bạn. Để mình nhập mã cái mã của HB. Cái điện thoại này vào. Mình nhập mã điện thoại này vào để mình chỉnh sáng màn hình lên nha. Chỉnh tối quá các bạn. Bê phở ha. Quay trong quay ra các bạn sẽ không có thấy được luôn đúng không? Rồi, đã vào được các bạn. Giờ mình chỉnh sáng nó lên nha. Mày mong cười. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ test cảm ứng nha các bạn. Xuống quay nha, đừng để ngéo quá mà mày thấy cái camera nha. Dạ. Ấy. Sao làm lại em lại. À, không sao các bạn. Không sao. Vậy là thấy cũng ổn rồi. Nó xuống ơi, nó xuống kìa. Đó.
Đó, mình cứ kéo cái icon này mình cứ đi hết cái màn hình các bạn, nó không đứt khoảng là ok ha. Rồi. Vậy là xong. Cái này hàng nước ngoài mình mua mình đổi. Vậy là khoảng 240.000 này mình thấy cũng tạm ổn các bạn. Không biết là có bệnh hay không. Rồi, bây giờ mình sẽ dán keo lại nha. Hai xứ. Rồi các bạn nào mà đang xem mà có đã từng mua ở trên mạng và bị vấn đề gì có thể comment bên dưới cho mình. Và các bạn nào đã xem để mà biết nha các bạn. Ở đây trước mắt thì mình thấy là cái màn hình này cũng như là cảm ứng thì mình thấy nó ok các bạn, nhưng mà độ bền như thế nào thì mình không có biết được ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích video hãy cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ ha. Đây nó có tặng một phụ kiện với lại một chai keo các bạn, keo dán màn hình luôn, cho nên các bạn mua về các bạn là có keo dán luôn, các bạn không phải mua thêm cái gì nữa ha. Rồi thôi, video mình để kết thúc ha. Nếu các bạn thấy thích hoặc có vấn đề hoặc là có để comment gì thì hãy comment bên dưới cho mình. Rồi cho mình cho các bạn khác biết nha về cái màn hình khi mua ở trên mạng nha các bạn. Màn hình cũ mình đã vừa chưa cho các bạn xem. Rồi thôi, video mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy thích video hãy cho mình một like, một đăng ký, một chia nhé, chia sẻ ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút nhận hàng các bạn, mình sẽ cho 5 sao luôn. Rồi. Vậy là mình đã nhận hàng thành công và test màn hình cũng thành công. Đó, đây là mình đã cho 5 sao luôn nha các bạn. Đây là quá trình mình mua và nhận hàng và test hàng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.